hello các bạn ha. Mình đang có mặt tại vườn của anh Hơn ha. Vườn thì bữa nay lá vẫn xanh tốt nha, mình có thể tượng đang nhóm trái lá rất là mạnh ha. Chú đi trồng mấy clip trồng chú thấy nó trái lá nhiều không chú? Có. Có hả? Dạ. Mà bộ lá trồng nó cũng đẹp bóng như ngoài này đúng không? Tại vì dạ. Rồi công sức của mình làm tới đi biết bao nhiêu rồi. Mà kêu xịt thuốc không sạch. Cực kỳ đẹp thôi. Dạ. Nhà mà mày đang ở nhưng mà mày đập nhà cũ hết đi rồi đủ mà mày đưa tiền mà cắt nhà mới là nó nghe. Mà biết bao nhiêu người. Ý là lá mình. Là nhà trái gì vậy đó. Dạ. Ý là lá mình đợt này nó không có cứng hơn, nó không có giòn lá mà nó vẫn cháy. Nếu nó giòn lá như hơn là cháy dữ dội hơn nữa. Không có giòn. Lá không hỏi mày phun theo con không, lá rất là dẻo luôn, mày dày nữa. Nó nằm kế cây ấy đó, nằm kế cây bóng thon nó bị lai đó. Chứ cái lá gì sáng nào bự vậy đâu. Giờ bị nấm hồng nè. Nấm hồng hôm nay hình như từ ngày con vô hôm nay là 3 tháng đúng không chú Tư? 3 tháng hơn đó. Nấm hồng quay trở lại vậy. Trời, hồi đó mới vô vườn này nấm hồng khủng khiếp luôn, nấm hồng không luôn á. Trời, nấm hồng là cây nào cũng có. Trời, hồi xưa nó giáp thần luôn. Nó này mấy vết cũ nó khô nhỏ về lại nè. Và cái rong mà nó hết. Cử một siêu ô mô thuốc tẩy. Chăm bông với Walitasin. Ở dưới nhiều người ta muốn, nhiều người bây giờ mấy cái vườn ở dưới Tam Bình đồ người ta muốn cái vườn như mình mà có được đâu, mà vườn mình đã được dày rồi mà không có cẩy. Dạ. Nhìn đây từ đây nhìn thẳng dưới thấy dàn lá cực kỳ đẹp không? Núi khác, ở đồng bằng khác, kỹ sư nó khác nha. Ở đồng bằng khác. Con không dám cho là kỹ sư ạ. À. Con là chỉ đó. Là kỹ thuật thôi. Con biết sao thì con chỉ chú chỉ chú hơn. Thì con biết sao con tiền đạt vậy, cái đó là hợp lý rồi. Dạ. Mà chị đạt phải có hiệu quả mới được nha, chứ không có chuyện đạt không có hiệu quả, không có chuyện đạt đâu à. Chỉ là có hiệu quả, chú thấy hiệu quả không? Thì thấy trước mắt là nó có rồi đó. Mày thấy cái cơ này thấy rượu đẹp không? Trời, cái cơ này lúc trước chú ra thấy ai cũng quả được không? Cái cơ lúc trước mình kéo á. Cũng bị ba cái chân bông rồi, ba cái bị nấm hồng rồi. Đây, cỡ mặn thôi. Thiện thấy đường này sao Thiện? Chơi kiến nha. Chị biết nó sao nữa. Cũng chưa nhìn thấy. Cái góc này tao nói cái cây này nè. Dưới cây bên đây tao nói mày dắt cưa rút vô rượu mà không có miếng nắng luôn á. Ừ. Mà nay rồi dánh nắng cho cho vô cháu trang rồi. Đường mình khoảng cỡ chục cây bị cháy gì không? Người cháy trái lá, liếm coi chục mấy cây không? Dường mình tới 200 cây không ạ? Cháy lá rồi, cả chục cái loại rồi. Hơn cả 20 quá. Ờ, cái lá hơn. Ừ. Mà bị còi gần 10 cây trái loại phải không? Ừ. Mà mấy cây trái còi thường bị trái lá phải không? Mấy cây còi như nãy mày có biết mình nói không? Dạ. Mà thấy chú thấy không? Mấy cây còi nó thường dễ bị trái lá phải không? Ừ. Tại cái bộ rễ nó yếu á. Cái sức đề kháng cây nó không yếu nữa. Dễ trái lá hơn. Đợt này ổng nói chỉ tiêu cũng là có 150 cây mà. Ông bỏ là 30 cây cũng được mà. Ông bỏ thì con cho ông bỏ luôn. Cái này đó là lại ít bị rồi. Đúng rồi. Bỏ luôn. Cây này, á, cây này đưa con chỉ cho quy trình dưỡng nè. Cây này bảo đảm là đưa vô là hết liền. Dạ dạ. Mà để bị hoài nè. À, từ đây nhìn vô trong nhận lá xum xê. Cây này bị dày hút nữa.